可以如何天都逼我怕什么留下我是谁错谁让我练成凶悍成就了可以做王不起后果能抬头迎面破我明明能避免说谎明明能避免凶恶明明能极放心洒脱磊落以沦为没法见光以沦为长期创多心声都不知对哪个全为最终一个神秘结果无路上亦是光沉住气埋头苦干无论有几尺如何都不可以看下方从没有怀疑过从没有路留给我难道你冠冕堂皇一句就够牺牲我吗受或倦亦捱得过人才最可以如何天都逼我怕什么留下我是谁错谁让我变成凶悍成就了可以做王不理后果能抬头迎面破落Sếp Khang, sếp là cấp trên của tôi liều mạng như vậy cũng là vì giúp sếp thôi. Nhiệm vụ lần này tôi đã thành công, đáng được hưởng hoa hồng rồi. Biệt danh là Bảo Xít, bề ngoài nhìn vào thì là người giao đá, nhưng mà thực chất là làm cò cá cược cho tên Thành Gà. Đưa cuốn sổ cho tôi, mình giữ đồng kích tây chia ra hai ngã. Thành à, trong đội có Hắc Cảnh, tôi có 5 người nội gián. Tôi đã xóa bỏ hết thông tin của họ rồi. Hãy giúp tôi cứu họ. Hanh à, Hanh. Đám anh em, mỗi một người đều do tôi đích thân giao nhiệm vụ. Họ muốn giữ lời hứa giữa hai chúng ta. Ngày nào cũng đứng giữa ranh giới sống chết. Cho nên dù cả thế giới bỏ rơi họ, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhiệt kỳ vậy, tắt máy luôn. Tìm sức cứu mạng chắc chết quá à. Ba người không có nghĩa khí, ăn khuya mà không kêu con đi chung. À, ăn no rồi kêu con dọn tiệm hả? Còn lâu nha. Ê, thất bại quá đi, mất hết vận may rồi. Gì hả? Chuyện gì đây? Trả lại cho tôi. Lần trước anh lấy hết 50.000 của tôi rồi. Tôi còn đào đâu ra tiền cho anh nữa. Cô cũng giả nai hay thiệt đó. Cái thứ mà cô lấy của tôi, mau trả lại cho tôi lại lên đi. Không biết anh nói cái gì. Được. Chị Bén, mình đang có 3 con tin. Xử ai trước em tự lựa đi. Nè, đừng đụng vô mặt tôi. Xử hết 3 bà luôn. Nè, anh có phải là đàn ông hay không vậy? Hở chút là lấy đàn bà đã uy hiếp tôi. Trả lại thì trả lại, bộ quý lắm sao? Còn một cuốn nữa, đưa đây. Gì nữa, thì ở đó hết rồi. Chị Mén, cho em thêm một con tin nữa. Lục soát người cổ. Là niềm vinh hạnh của ai em. Ai dám lại gần lại chết nha. Tôi nói lộn rồi. Là hai đứa tôi cùng lục soát người của cô. Ok, cùng là người trong giang hồ đừng có động tay động chân nha. Trả thì trả, làm gì ghê vậy. Đù bà Tám, cô giở trò nữa là tăng lãi nha. 50.000 thành 500.000 đó. 500.000 đó. Đi đi. Thằng Thành Gà cứ nói chỗ nó an toàn lắm mà. Ai về hôm nay bị tụi cảnh sát càng quét hết, phải chạy bán sống bán chết. Giờ không biết tụi cảnh sát biết được cái gì nữa. Anh Thác Sa, nếu cuốn sổ bị cảnh sát lấy được thiệt thì anh chết chắc đó. Anh có cần đi đâu đó trốn nạn hay không? Vậy tức là kêu tao bỏ trốn. Tao đi rồi chuyện làm ăn ai lo đây. Anh Thác Sa, không cần đi đâu hết. Nè, đây là cuốn sổ của công ty. Tụi cảnh sát xém nữa lấy được. Em liều cả mạng mình mới lấy lại được đó. Bị tụi cảnh sát làm phiền suốt buổi chiều. Tụi đó chưa có nắm được chứng cứ gì đâu. Chắc chắn không tìm tới chỗ này. Anh Taxa, đừng có lo nữa. Cho, anh Taxa, hôm nay nguy hiểm lắm nha. Tuy là anh bị tụi cảnh sát bắt giữ lấy khẩu cung cả buổi trời, nhưng mà anh có gan lắm nha. Nửa công không khai ra, bây giờ được thả ngang nhiên về, hoài gì đâu. Thì ra là cậu đó hả? Tôi có nghe qua, lính của Thành Gà chứ gì.
Được đó, cũng coi như có chút bản lĩnh. Cảm ơn anh Thác Sa. Được rồi, hai cậu về trước đi, tôi còn chuyện phải bàn. Dạ anh biết rồi anh Thác Sa. Đại ca, anh Thác Sa kêu mình về trước kìa. Ra ngoài kiếm ăn, người ta kêu mình làm gì thì làm là không được đâu. Vậy cậu còn chuyện gì nữa? Em muốn làm cò cái. Bây giờ mối trong tay của em còn nhiều hơn thành gà, chắc chắn đủ tư cách thay vị trí của thành gà. Anh Thác Sa, cho em một cơ hội đi. Tòa nhà công nghiệp Vịnh Cửu Long, 22:43. Kho rượu Lep Seller, 22:43. Kho dự trữ rượu, 22:44. Tổ chi viện hành động của đội tình báo, văn phòng làm việc của Khang Đầu Hành, 22:45. Bộ vừa hết chúng tôi và hỏi cung. Sao lại có quả địa cầu ở đây? Trước đây đâu có thấy. Nè, đừng có xoay tùm lum đó. Để chỉnh lại đã. Sao vậy? Có mật mã hả? Úi cha, muốn đi Moritas chơi lắm hả? Không, chỉ chơi đơn giản như vậy thôi đâu. Tôi dự định sau này mà nghỉ hưu sẽ di dân sang đó. Ngày nào cũng nhìn màu xanh của biển, không cần lo nghĩ gì hết. Tốt biết mấy. Chưa gì đã tính nghỉ hưu rồi. Đường còn dài lắm đó đại ca. Bởi vậy nên ngày nào tôi cũng phải nhìn nó, nhắc nhở bản thân để dành lại cái mạng để hưởng thụ ánh nắng ở trên bãi biển. Anh đó, đừng có tái máy tay chân phá nó nữa. Biết rồi. Moritas chứ gì. Bị xây dịch rồi. Có người từng tới đi. Đèn mở rồi hả? Không biết có phải sếp Trác quay về không? Sếp Trác. Sếp Trác. Họ nói là sếp Khang xảy ra chuyện. Là chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Sếp Khải. Sếp Mạch và những người này là bộ phận điều tra nội bộ đưa tới để điều tra vụ nhảy lầu của Đào Hành. Cách đây 45 phút trước, chúng tôi nhận thông báo từ bệnh viện chứng thực tổng thanh tra của CIB Khang Đào Hành rơi xuống bị thương nặng tử vong. Trong điện thoại của ảnh chúng tôi thấy được lúc 8:50 đã gửi cho anh một tin nhắn. Nội dung là có chuyện gấp cần bàn, gặp nhau ở chỗ cũ. Cho hỏi là anh có nhận được tin nhắn đó hay không? Có. Tôi muốn anh nói rõ hơn, vào trước lúc sếp Khang chết, ảnh tìm anh là vì chuyện gì? Tôi cũng không biết. Ảnh nhắn một tin nhắn cho tôi, hẹn gặp tôi trên sân thượng nơi xảy ra án mạng. Nhưng mà khi tôi lái xe tới gần đó thì nghe được một tiếng rầm, sau đó thì thấy ảnh nằm dưới đất. Vậy anh có thấy chuyện gì đã xảy ra không? Có thấy người nào khả nghi không? Không có. Căn cứ vào báo cáo của nhân viên cứu thương, sau khi được đưa lên xe cấp cứu, sếp Khang mới tử vong. Trước khi chết, sếp Khang có nói gì với anh hay không? Trong tổ chức có ác cảnh. Không có. Lúc tôi tới gần thì ảnh đã hôn mê rồi. Cậu à, bận cả ngày rồi, uống ly trà đi. Cảm ơn con. Hồi chiều nay thấy sếp Khang rõ ràng vẫn còn bình thường lắm mà, sao tự nhiên lại đi nhảy lầu chứ? Con nghe người ta nói trước lúc chết sếp ấy có tìm cậu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện của sếp Khang á, cậu đã nói hết cho bộ phận điều tra nội bộ rồi. Họ sẽ theo dõi thôi. Con chỉ cần làm chuyện của con là được rồi. Ừ, cậu cũng đừng vì chuyện này mà buồn nữa. Cậu còn có nhiều chuyện phải làm, không có thời gian để buồn đâu con. Buồn băng đắt quá ha. Nếu không á thì sao trời lạnh như vậy mà phải kêu thêm đá chứ. Cảm ơn. Đắt khách thì tốt rồi.
Nè, nhớ kéo nhiều khách giùm tụi tôi với. Biết rồi. Hôm nay tôi hết tiền nợ rồi. Người đặt cược tăng, tiền cá cược cũng tăng theo. Được lắm. Cho anh Bảo Xít, anh lại tăng tiền cọc cá cược của khách nữa hả? Có vấn đề gì không? Vấn đề lớn đó nha. Nói sao thì chỗ này cũng là địa bàn của thằng Quả. Anh vừa cho khách kéo dài thời hạn trả nợ, vừa tăng tiền cọc cá cược để giật khách. Anh không sợ thằng Quả xử anh hả? Nè Chí Mén, em sợ suốt đời phải ăn xin hay là sợ thằng Quả nhiều hơn? Anh thì sợ phải ăn xin đó. Mình không ngoan lên thì làm sao tiếp cận được Thác Sa? Không tiếp cận được Thác Sa thì làm sao mình thành con cái được? Thằng Quả mặt trắng đương nhiên là em không sợ rồi. Nhưng mà lỡ như hắn kéo băng tới thì em chỉ sợ là hai đứa tụi mình đánh không lại thôi. Em sợ như vậy thì đừng có làm nữa. Hả? Làm thằng giáo đá được rồi. Hơi, hai anh em một cái mạng. Chỉ cần có Bảo Xít thì sẽ có Chí Mén. Ý đại ca, dù sao thì hôm nay cũng giao hết hàng rồi, mình đi thư giãn cái đi ha, được không? Ý Đinh tỷ, sao mặt con sầu quá vậy? Đang chán lắm hả? Làm gì có phước được chán chứ. Con đang tìm cách làm thế nào để kiếm thêm nhiều tiền. Giờ mình còn nợ tiền người ta chưa trả hết đó má à. Đinh tỷ, trả không xong thì trả từ từ, không có chết đâu. Nói thì dễ. Ê trời ơi, cùng lắm thì ba tụi mình ra ngoài làm lại nghề cũ thôi. Nè nè nè, hoan nghênh quý khách. Ra đây, đừng có nói là tới thu tiền nha. In tiền của mình không kịp nữa đó. Nè nè nè, hai cái thằng này đừng có tới kiếm chuyện nghe chưa. Ai làm đấy chịu, đừng phá tiệm của tôi đó. Hôm nay tụi tôi không phải tới để làm việc, tìm cô nhờ cô làm việc thôi. Làm gì? Chà, tìm cô thì tất nhiên là massage chân rồi. Làm cái khác thì tìm mấy người làm gì? Tôi làm ở đây bao nhiêu năm rồi, chưa từng gặp ai thiệt ghét giống như anh, miệng thối như anh đó. Nè, dù sao cũng là khách của cô, nói chuyện dễ nghe chút đi. Nè, sắp giấy này tin chắc mấy người cũng nhận ra rồi ha. Hả? Ê, massage cho dễ chịu nha, chưa làm xong thì đừng hòng đóng cửa tiệm đó. Làm gì vậy? Đứng ngay ra đó làm cái gì? Muốn chối bỏ hả? Tôi lên cục công thương kiện cô đó nha. Anh yên tâm, có nợ tuyệt đối không chối bỏ. Cùng lắm là tôi kêu thêm hai người nữa tới để massage hai cái giò ghẻ cho hai người. Tôi không có nói nhiều với mấy người nữa, tôi vô trong ngủ đây. Phải rồi, cho tụi tôi hai ly. Được rồi. Nè, tôi muốn chuyển sang làm toàn thân. Nè, hai người làm gì vậy hả? Không phải có chuyện gì chứ. Hồi nãy anh thấy thằng Quả dẫn theo một đám người tới đây, không biết có phải là tìm tụi mình không? Không phải tìm mình vì vụ của thằng Thành Gà đó chứ. Không phải chứ. Nếu vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Tất nhiên là bỏ trốn rồi. Để cho nó lên rồi mình còn trốn được sao? Kéo ra đây. Kéo ra đây. Kéo ra đây. Nó ra. Mấy người muốn làm cái gì hả? Đừng có làm bậy nha. Tôi gọi cảnh sát đó. Đừng có làm bậy nha. Kéo lên. Chị Biến, chị là hai nhã. Tôi lo lấy thân đi. Nè, sao anh chạy theo tôi? Anh đừng có dụ tụi nó theo hướng này nha. Anh chạy hướng khác đi. Sao cô không chạy đường khác chứ? Tránh ra đi. Đã nói là đừng có đi theo tôi đâu mà. Bảo Xít, thằng ăn cháo đá bát cướp khách của tao. Anh giật khách của người ta, chuyện xấu xa như vậy mà anh cũng dám làm. Giật chén cơm của người ta cũng như là giết cha giết mẹ người ta rồi. Mấy thằng cốm như vậy hả? Xử nó đi, xử nó đi. Cô lên chỗ khác đi. Đi ra đi. Xử đó. Chạy đi. Chạy đi. Anh đó, sau này đừng có tới tiệm của tôi nữa. Dù mấy loại người này tới, mình anh chết là được rồi, đừng có kéo tôi theo. Hồi nãy cô lượm tiền của tôi, xem chút nữa chết rồi đó. Không phải tôi đỡ giùm cô hai ngày, cô chết rồi, có biết không? Đồ ham tiền, vì tiền tới mạng cũng không cần nữa. Tôi ham tiền không liên quan gì tới anh. Anh làm phiền tôi cả tiếng mấy đồng hồ mà để lại cái hai phiếu giảm giá. Anh có biết anh cản tôi làm được bao nhiêu khách không? Còn đám người đó không biết có tới tiệm của tôi trả thù hay không nữa. Vụ này thì nhiều tiền lắm đó, tôi không biết nha. Anh đưa tiền cho tôi mau lên. Trời, cô lượm tiền của tôi đỡ giùm cô hai ngày, tôi còn chưa tính với cô. Cô trả lại tiền cho tôi. Trả lại đây là anh bỏ tiền lấy mạng tôi, liều mạng lấy tiền thì đó là của tôi mà. Buông tay. Gì mà cũng được sao? Nè, cô trả lại tiền cho tôi. Trả gì mà trả? Cô thích vậy phải không? Cũng không có trả lại cho cô. Nè, làm gì vậy? Thích giật phải không? Nè, tôi giật cho cô coi. Nè, buông ra đi. Tôi không biết giật chị. Tôi la lên ăn cướp đấy nha. Nè, cô la lên đi, có ai sợ ai. Đúng rồi, đứng dở kìa. Hắn bắt tôi ra làm gái của tôi đi. Hắn còn giật tiền cho hắn của tôi nữa. Tôi thiệt là khổ.
Cô hay lắm. Báo cảnh sát. Đuổi vô lại. Cô cứ chờ đó. Báo cảnh sát đi. Đây báo cảnh sát. Ông kỳ cục. Ê, hết chuyện rồi. Bỏ chạy rồi. Đi thôi. Thanh tra cảnh sát nhảy lầu tử vong. Ý, dậy rồi. Sao rồi, có sao không con? Sao không? Cái tụi lưu manh có đánh con hay không vậy? Không lẽ tụi nó ấy con rồi hả? Ê, trời ơi. Con cắt đuôi tụi nó được rồi. Tôi đã nói là không sao mà. Mấy cái thằng vô dụng đó sao động vô đinh tỉ được chứ? Cũng tại tụi mà ra đó. Dính vô tụi bạo xích, rảnh rỗi không gì làm tới đây kiếm chuyện. Không được rồi, phải tìm kế. Tử thằng bạo xích không thôi nó cứ lên phiền mình hoài. Nhưng mà tôi chỉ biết làm lại nghề cũ thôi à. Trời, bà thích làm lắm hả? Không thì sao đây? Ba đứa tụi mình chỉ là đàn bà thôi à. Được rồi. Tóm lại sau này ba má ngoan ngoãn cho con nhờ. Bên bạo xích con sẽ giải quyết nha. Nghe nói hai người làm một trận đẹp lắm, phải không? Anh Thác Xa, giờ bạo xích giở trò ở địa bàn của em, còn giở hết khách của em nữa. Không xử nó, em còn mặt mũi gì? Nhiều khi không biết đầu óc của anh bị sao nữa. Mọi người đều làm việc cho công ty hết mà, đúng không? 18 khu tụi này đều đi hết, đâu có giật khách của anh. Anh nhiều người như vậy mà còn thua tụi tôi, anh tự suy nghĩ lại đi. Cái thằng mắc dịch đâu tới phiên mày nói chứ. Cứ tin tao đánh chết mày không? Quả, không phải lớn tiếng là có lý đâu. Dù này tao còn chưa tính sổ với anh. Đừng có tưởng là tôi sợ anh. Được lắm, giờ giải quyết đi. Vậy? Lên đi. Muốn về? Chị mẹ. Ồn đủ chưa? Bây giờ đây ai là đại ca? Tất nhiên là anh rồi đại ca. Tất nhiên là anh Thác Xa rồi. Vậy tụi bay đòi đánh cái gì? Em là tay phải của anh Thành, địa bàn của anh Thành đương nhiên giao cho em rồi. Bạo xích kiếp ăn, đi chỗ khác đi. Gặp mày lần nào tao đánh lần đó. Sợ quá đi, tôi thấy lần nào là đánh anh gấp đôi đó. Thằng này gan đó, giờ tao cho mày rụng răng luôn. Bộ lỗ tai mày điếc hả? Không nghe đại ca nói gì sao? Cho dù tụi bay ai xử được ai, dẹp hết dân ăn bám trong địa bàn, nhưng không được tao gật đầu đồng ý. Cái ghế của thành gà tụi bay ngồi được sao? Ra giang hồ giống như làm kinh doanh đó. Tiền chỉ là quan trọng nhất. Ai kiếm được nhiều tiền cho tao thì đứa đó có thể lên ngôi. Tóm lại một câu thôi, trong một tuần, trận bóng thứ bảy, tao phải nhìn thấy 1 triệu tiền cá cược. Lúc đó đứa nào kiếm đủ thì cái ghế cò cái sẽ thuộc về người đó thôi. Kiki à, sau này con phải ngoan ngoãn nghe lời của dì. Có chuyện gì cần giúp đỡ thì gọi cho chú, chú nhất định giúp con. Dạ con biết rồi. Mẹ Kỳ Kỳ mới mất gần đây, giờ bà lại gặp chuyện này, tội nó quá. Phiền cô sau này chăm sóc cho nó thật tốt. Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc Kỳ Kỳ thật tốt. Tôi không phụ lòng kỳ vọng của chị danh rể đâu. Nghi thức bắt đầu rồi, người ta và bạn bè hãy chuẩn bị. Ừ. Liệu đám nội gián có xuất hiện không? Sếp Trác, đồng nghiệp xảy ra chuyện tôi cũng rất buồn. Nhưng để tránh chuyện buồn xảy ra lần nữa, tôi muốn nhắc nhở anh, sau này hành động cẩn thận một chút, căn cứ vào quy định. Anh nói vậy là có ý gì? Tôi không muốn nói mấy lời khó nghe ở đây, nhưng ở bên phía anh tự tiện hành động dẹp ổ của thành gà, bứt dây động rừng, bây giờ sếp Khang vô cớ tự sát, xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh không thấy mình nên an phận một chút sao? Anh nói xong chưa? Nói xong rồi thì làm ơn đứng qua một bên. Sếp Quách, tôi chào hỏi người nhà của sếp Khang. Khải à, Hành xảy ra chuyện như vậy, thầy biết trong lòng của con rất buồn. Không chỉ mình con, thầy cũng rất là buồn. Thầy chứng kiến hai đứa tốt nghiệp khoa cảnh sát, từ lúc mặc quân phục tới CIB, hai đứa con vẫn luôn là chiến mã của thầy. Hành nói là làm cảnh sát bao nhiêu năm, nhờ thầy mà tụi con học hỏi được nhiều thứ. Tính của con cẩn thận chu toàn, có trí tuệ, rất bình tĩnh. Hành thì ngược lại, chuyện gì cũng dám làm, dám thử. Hai con đúng là một nhu một cương. Nhiều khi thầy cũng thắc mắc, sao hai đứa lại là bạn thân được. Chuyện đời cũng khó nói lắm. Giống như là Hành vậy, tại sao lại chết?
Thầy cũng không ngờ là nó lại tự tử. Mất đi một học trò và đồng nghiệp tốt là một tổn thất quá lớn. Nhưng cũng may là còn có con. Con đừng đau lòng quá. Em gái, sao em lại chạy ra đây một mình vậy? Họ nói là ba em tới một nơi rất xa, sau này sẽ không quay về nữa đâu. Ừ, đúng là sau này ba của em sẽ không về nữa. Nhưng mà em không cần phải buồn. Chỉ biết là ba em là một người rất kiên cường. Ba em cũng muốn em kiên cường. Chúng ta phải học hỏi ba của em, có đúng không? Nhưng mà em thấy nhớ ba em lắm. Hay là chị gấp cái này cho em nha. Em có gì muốn nói với ba thì nó sẽ chuyển lời giùm cho em, có được không? Anh lại xếp giấy cho con gái cưng của anh hả? Người ta không biết lại nói anh bị cái gì, suốt ngày cứ ngồi xếp giấy nữa đó. Hết cách rồi, con gái của tôi thích tôi xếp giấy cho nó. Nó nói như vậy còn vui hơn mua đồ chơi cho nó nữa. Lâu ngày rồi tôi cũng quen luôn. Ba em trước đây cũng tự xếp cho em. Vậy hả? Trùng hợp vậy. Thuyền nhỏ, thuyền nhỏ. Giờ ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Nếu em gái sau này có tâm sự gì muốn nói với ba thì ngươi phải chuyển lời này cho ba của em ấy, có biết chưa? Em gái à, cho dù sau này ba của em có đi bao xa, chỉ cần có thuyền nhỏ giúp em thì em và ba của em sẽ không bao giờ chia cách. Kiki, sao con lại ở đây? Thuyền giấy này ai tặng con vậy? Hồi nãy có một chị tặng cho con đó. Chị nói là chiếc thuyền này sẽ chuyển lời của con cho ba. Giờ chị đi đâu rồi? Chị đi đường này. Con không biết. Tổ chi viện hành động của đội tình báo, văn phòng làm việc của Khang Đầu Hành, 12:33. Tổ chi viện hành động của đội tình báo, 14:16. Nè Đinh tỷ, con có bưu kiện nè. Cái gì vậy? Không phải là hàng con đặt trên mạng hay sao? Đặt hàng? Dạo này đâu có rảnh vậy đâu. Điện thoại. Tôi là sếp mới của cô. Tới phòng sông hơi số 12 ở Đông Thành. Lấy chìa khóa của khách sạn. Cuối cùng cũng tìm mình rồi. Em vô nha. Số 88 sẽ không tới trễ hơn nữa. Xin lỗi nha ông chủ. Hôm nay 88 nghỉ phép. Em tới để thay cho nó. Gì kỳ vậy? Sao giám đốc hồi nãy không nói? Nè, đừng có nóng, đừng có nóng mà. Em có biệt danh là Quan Âm Ngàn Tay. Chừng nào anh thấy không được mới nói cũng chưa muộn. Vậy cô mau mau massage cho tôi đi. Thank you.
được không? Không. Nè, mạnh lên chút đi, giống như gãy ngứa à. Không đủ mạnh, không đủ mạnh phải không? Mạnh hơn nữa chứ gì. Tất nhiên rồi. Mạnh hơn nữa. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Được chưa? Chưa được. Chưa được hả? Không được. Được chưa hả? Không được. Vậy mà còn không được. Ông chủ ông cũng được lắm nha. Không sao, em xuất tiệt chiêu. Có dễ chịu không hả? Có dễ chịu không? Ngủ rồi hả? Nè, cô làm gì vậy? Sao? Có vậy thôi sao? Biết trước không cần tốn nhiều sức như vậy rồi. Chết thì chết. Trời ơi, sao vô đây vậy? Dẹp dẹp nha, xin lỗi, Kỳ vậy trời. Dẹp. Nè. Trời ơi, thiệt tình nè. Xin lỗi nha. Bãi đậu xe của tòa nhà công nghiệp Phong Niên. Kêu mình đi lấy xe. Nè em à, nhìn tướng cũng được đó, tháo khẩu trang ra đi. Mình vô phòng nói chuyện nha. Được đó. Nè, nhìn mặt bắt hình dông nè. Hai người bự con như con dâu mà bỏ ra được như con kiến. Tới tìm thuốc bắt hút mấy thằng thuốc đi nha. Trời ơi. Nè, đứng lại. Là cô đánh đại ca tụi tôi phải không? Đứng lại chưa? Tụi dây sờm thích massage dầu nè. Cho dầu nè. Nè, có được đâu, có bị hư hay không vậy? Mà ngầu dữ vậy. Wow, không phải cho anh hai. Đem cái túi cho tôi. Đem đi đâu vậy anh hai? Xe có GPS hả? Chạy xe, xuống xe. Có cần phải vậy không? Cảnh sát, xuống xe. Đồng nghiệp à, lanh chút đi, đừng có cản trở tôi. Xưng hô sao đây, sếp mới? Trưởng thanh tra CIB, Trác Khải. Sếp Trác chứ gì, anh thì vui quá rồi. UC mà sếp Khang chọn đúng là không có tồi nghe. Nhưng mà một UC xuất sắc không chỉ có vậy thôi đâu. Tôi muốn đố cô cái này. Cô có biết là khách trong phòng xông hơi hồi nãy có bao nhiêu cái nhẫn? Không có nhớ. Trên tủ trong phòng thay đồ, ba thùng cà tông là gì? Không có thấy. Bên phải bãi đậu xe, xe đậu chỗ đầu tiên là xe gì? Anh hỏi xong chưa vậy? Tới tôi hỏi anh. Sao anh biết được tôi đang ở đây? Là cái này cộng cái này cộng cái này có đúng không? Anh đừng tưởng là tôi không biết gì hết. Điện thoại không có thiết bị theo dõi, chìa khóa cũng không. Tại vì nó đang ở cái nút này. Nhưng không ai phát hiện, tại vì nó không có pin, không hoạt động. Phải nhờ hai thứ này, sử dụng phương pháp sạc pin từ vô tuyến mới hoạt động được. Cho nên không phải là anh theo dõi được tôi, mà là tôi cho anh theo đó. Giỏi lắm. Nhưng mà cô chảnh quá đó. Trước giờ tôi là như vậy mà. Hay làm vậy đi, cô tự giới thiệu mình trước đi. Tôi tên là Đinh Tiểu Gia, anh có thể gọi tôi là Đinh. Số hiệu cảnh sát là WBC 66531.
thuộc tổ tình báo hình sự, vốn theo đường dây của sếp Khang, chủ yếu ẩn nấp trong tiệm massage chân, thu thập tình báo. Nè, thật ra anh có hết thông tin của tôi mà, sao giờ mới tới tìm tôi hả? Cái chết của sếp Khang rất đột ngột, thông tin về người của anh ấy đều bị khóa hết trong máy tính, phải có mật khẩu riêng của ảnh thì mới mở được. Chúng tôi cần chút thời gian. Vậy sao anh tìm được tôi? Trong đám tang của sếp Khang, tôi thấy cô tặng cho con gái của ảnh chiếc thuyền giấy. Sau đó trong văn phòng của ảnh, tôi nhặt được một miếng khăn giấy của nhà hàng mà hai người gặp nhau, tôi mới tìm được cô. Sao sếp Khang lại tự sát vậy? Chuyện này thực ra là sao đây? Chuyện này thì tôi cũng không rõ. Trước khi sếp Khang chết, cô chịu trách nhiệm theo cái gì? Tôi chịu trách nhiệm lấy tình báo. Đối tượng chủ yếu là ông chủ của tập đoàn cá cược Du Đạp Phú, biệt danh là Thác Sa. Vụ lần trước mấy anh dọn được ổ của Thành Gà là nhờ tôi đưa tin đó. Vậy cô có đang theo dõi vụ gì hay là người nào hay không? Không có. Vậy giờ tôi có nhiệm vụ gì hay là tiếp tục thu thập tin tức? Nhiệm vụ mới của cô là giúp tôi tìm ra các nội gián còn lại. Hả? Nè, nội gián chúng tôi là người nào làm việc người đó, sao tìm được? Muốn giải quyết Thác Sa, không phải chỉ một mình cô lấy tin là được. Sếp Khang nhất định có gà UC trong đó. Cô có biết ai là đồng nghiệp của mình hay không? Wow, tôi chỉ nhận tin cắt ké thôi, sao biết được nhiều thứ như vậy chứ? Vậy thì bây giờ bắt đầu từ tin cắt ké tới tin lớn, tìm hết UC giùm tôi đi. Wow, tôi chưa từng thực hiện nhiệm vụ quan trọng như vậy. Cô lạ mặt, càng tiện hơn. Vậy thì cũng được. Nhưng mà nhiệm vụ nguy hiểm như vậy thì đúng là cần phải có. Được, tôi tăng tiền cho cô. Cảm ơn ông chủ. Khoan, tôi tiếp cận họ bằng cách nào? Tôi không biết đường tắt. Dạo này có một tên hay kiếm chuyện, hắn đi tìm mối khắp nơi. Tên hắn là Bảo Xích. Bảo Xích? Anh kêu tôi theo Bảo Xích, miễn bàn đi. Gì vậy? Cô quen hắn à? Phải nói là ân oán sâu nặng đó. Vậy thì càng tốt hơn, không ai nghi ngờ động cơ của cô. Tìm cách tiếp cận hắn, đây là mệnh lệnh. Được, nhưng mà tôi có điều kiện. Nói nghe thử coi. Căn nhà an toàn lần trước vừa hôi vừa chua vừa ẩm, tôi muốn dọn tới căn mới. Không vấn đề gì, tôi sắp xếp. Vậy tôi muốn có một cái giường đôi trong chỗ mới. Lúc tôi viết nhật ký mệt rồi có thể nghỉ ngơi chút xíu. TV 48 inch, mở TV ra ngụy trang cũng tạo được hiệu ứng tốt mà. Ngoài ra phải mua thêm một cái tủ lạnh nữa nha, để khi tôi báo cáo cho anh có thể ăn uống chút xíu đó. Người đẹp à, đó là nhà an toàn, không phải là resort đâu. Không chấp nhận đúng không? Được thôi, tôi đem bịch bột đó đi bán, lấy tiền mua đồ. Được thôi, tôi cũng muốn biết một bịch bột mì đáng giá bao nhiêu. Nè, anh Bảo Xít, em nhận được tin mới. Số lượng mối đặt cược của mình đó đã gần bằng tụi thằng Quả rồi. Phải cố lên nữa, nhất định phải vượt qua hắn. Vậy thì phải ráng thu hết nợ. Tới tiệm massage chân thu 50.000 đi. Mới nhắc con nhỏ bóp chân tự mò tới đây luôn rồi. Bây giờ kinh phong hả? Anh Bảo Xít à, tôi trả lại tiền cho anh nè. Má của cô thiếu 50.000 lận, đây chỉ là lãi thôi, vẫn chưa tính tiền mà cô lấy của tôi. Anh Bảo Xít, lần trước tụi người tìm anh trả thù tới tiệm của tôi quậy, sofa xịn của tiệm tôi bị tụi nó làm hư hết, thuốc đáng giá 1.000 bị đổ sạch bách luôn, tường dơ hết tróc hết. Mấy cái đó cũng là tiền đó, trừ tiền sửa sang tiệm chỉ còn lại có nhiêu đó thôi à. Cô có bị gì không? Cô tính tiền cho tôi hả? Không phải đâu anh Bảo Xít, tôi muốn trả thiệt mà. Nhưng mà dạo này ở tiệm ế dữ lắm, lát đã có mấy khách hà, không có tiền lời thì làm gì có tiền trả anh. Nè, cô khùng hả? Tiệm cô ế liên quan gì tụi tôi? Cô muốn giở trò gì? Tôi hết đường thiệt rồi. Tôi nhận được tin là anh đang tìm mối, tìm khách cược giùm cho anh. Tôi muốn ứng tuyển. Nè anh đẹp trai xưng hô sao đây? Chi Mén. Anh Chi Mén. Anh Chi Mén à, người ở khu này tôi rành lắm đó nha. Từ mấy bà nội trợ cho tới giám đốc nhà hàng Vũ Công, ai cũng kêu tôi là Đinh Tỷ. Nếu anh chiều cho tôi một phần, bảo đảm với anh khách tới nườm nượp. Anh Chi Mén, nếu không phải má tôi thiếu tiền hai anh, tôi cũng không cần ra làm việc cực nhọc như vậy. Anh nghĩ coi có phải hay không? Anh Chi Mén à, sao anh có vẻ cứng hết cả người vậy hả? Không có gì, tụi tôi chuyển đá mà. Cô nhiệt tình như lửa, tội nghiệp như vậy tôi rất khó. Anh Chi Mén à, hay là vậy đi, mấy bữa nữa anh lên tiệm của tôi đi ha, tôi tặng anh một suất massage toàn thân để anh sảng khoái một chút ha. Anh Bảo Xít, sao hả? Anh Bảo Xít, cô nói đúng đó, cô này có quen nhiều người như vậy, lại siêng năng, có cho gan hùm cũng không dám giỡn mặt mình phải đâu. Đó, đi thôi. Đi đâu vậy?
đi thử việc. Vậy đi mau. Tôi biết được có một tiệm gần đây buổi chiều có giảm giá đó. Nè, thắt dây an toàn vô đi. Xuống xe. Đi đâu vậy? Kêu cô xuống thì xuống đi. Đứng đó làm cái gì? Tiệm của tôi á, nhiều khách lắm, không cần tới đây để tìm khách đâu ha. Không cần ha. Đi đi, khiêng hàng giùm tôi. Tôi ứng tuyển làm mối giùm anh chứ không phải là làm cu li cho anh nha. Nếu muốn làm lính của tôi thì phải nghe lời của tôi. Bình thường tôi vừa giao đá vừa thu tiền cược. Khiêng đi. Wow, khiêng mấy bao đây? Wow. Wow. Nè, bao nhiêu bao vậy? Ây da. Muốn về thì bây giờ vẫn còn kịp. Khiêng thì khiêng, tôi mà vô sinh thì kiếm anh trả thù đó. Wow, xin lỗi nha. Wow. Xin lỗi, nhìn đường nha. Rồi còn bao xa vậy? Đằng trước, quẹo đi. Xin lỗi nha, đá tới rồi. Ý, anh Bao Xích, vì sao kiếm người đẹp kiên đá tội quá vậy? Tôi cũng đâu có muốn, tại cụ đang nỉ tôi thôi. Vậy mới là anh Bao Xích. Không biết có bao nhiêu người đẹp dành khiên đá giùm cho ảnh nữa. Nè ông Kim, trận bóng bữa kiếm được nhiêu? Đá đây, đá đây. Được con khỉ đó, tụi đó không biết đá kiểu gì nữa. Tôi mua 3-0 mà, ai về cuối cùng ngược lại là 0-3. Cô không biết sao nữa, ôi con không về nhà đó, là tôi thua 3.000 luôn. Tụi nó dở như vậy, trận tối nay là mình thua chắc rồi. Vậy tối nay mua 2-0 cho đội Napoli đi, với giá chung đỉnh. Đội Napoli mấy bữa trước cũng thua 2 trận rồi, không có đáng tin đâu. Cô cũng coi bóng đá nữa hả? Phải, tôi cũng thích bóng đá lắm. Có thể là tại mấy anh lo đi làm, không nắm được tình hình trước mắt. Trận này không mua như vậy được đâu. Làm người ta tò mò quá đi à. Nói nghe coi. Bây giờ Napoli ăn Dortmund 3 điểm. Hiệp đầu Napoli trúng được một trái. Vậy nhất định sẽ chơi chiêu đột kích. Công kích là chính. Bởi vậy nên Dortmund chơi không có lại đâu. Chà, hai bên đều chết. Vậy sao đây? Không lẽ mua 0-0 hay sao? Vậy thì không có được. Dù sao thì cũng là đội bóng có tiếng. Hai bên đều muốn lấy lại tiếng tăm. 1-1 đi, an toàn nhất. Chà, người đẹp này có lý đó nghe. Tôi tin cô. Cược 1-1 hòa. Phải thôi đó. Theo thôi tôi mua 0-0 cho rồi. Nè, bàn vui như vậy còn không bao đặt cược. Ừ, nhanh lên đi. Không thôi lát tôi quên đó. Nhanh lên đi. Được rồi. Ủa, sao không có sống? Ông gọi đi ông Kim. Tôi cũng vậy kìa. Ông có được không vậy? Kỳ vậy, tôi cũng vậy nè. Ba anh hai đừng có gấp. Muốn đặt cược thôi mà. Tôi tên là Đinh, cũng có đặt cược giùm người ta. Khách mới của tôi đều được ưu đãi 2 tháng đầu trả tiền từ từ. Hay là đặt ở chỗ của tôi đi. Sướng vậy hả? Cô ghi giùm tôi 1-1 quê. Khoan, ghi liền, cho tôi mượn cái viết. Ê, nè, tôi cũng vậy đó. 1-1 quà. Để đây giùm tôi luôn. Biên lai của 3 bao đá, 8 chầu cược. Anh đếm đi. Được lắm. Sau này đi theo tôi. Nhỏ bóp chân, sau này mình là đồng nghiệp nha. Sau này kêu tôi là Đinh được rồi. À, Đinh hả? Tôi muốn hỏi cô, sao hồi nãy cô lợi hại quá vậy? Điện thoại của mấy ông đó đều mất sóng hết. Làm nghề gì cũng phải học hỏi, chỉ có sức trâu là không có được đâu. Rảnh rỗi thì xuống chợ đồ cũ coi thử đi cho biết. Cô nói thẳng vô mặt anh luôn kìa. Nói em đó. Sếp Trác, tới rồi hả? Cô kêu nhiều đồ vàng có hết không đó? Còn có anh nữa mà. Cô khỏi phải chừa cho tôi ăn cơm rồi. Không sao, nhà của tôi còn có ba bà mẹ. Ăn không hết đó thì đem về cho họ, không có uổng đâu. Sau này mình gặp nhau ở nhà an toàn tốt hơn. Anh keo kiệt quá đi. Hồi đó sếp Khang cũng hẹn tôi ra quán ăn vừa ăn vừa báo cáo mà. Mình bàn chuyện nghiêm túc đi. Nhiệm vụ tiếp cận Bảo Xít của cô tiến hành tới đâu rồi? Vô cùng thuận lợi, nhờ các anh hỗ trợ. Tiệm trà hồi bữa bị mất hết sóng điện thoại, bởi vậy tôi mới có thể kiếm được nhiều mối như vậy. Giờ tôi có giá lắm nha, tôi siêng năng lắm đó, tôi kéo nhiều khách lắm. Hy vọng là anh sẽ tin tưởng tôi hơn. Tên đó gan dạ lại có tham vọng, trước sau gì cũng lên ngôi. Cô nhất định phải bám lấy hắn. Chỉ cần vào được tập đoàn Thác Sa là có cơ hội tìm được đồng nghiệp của mình. Chuyện này quan trọng lắm, cô phải nhớ đó nghe. Ừ. Nè, cứ lo ăn không à, có nghe tôi nói gì không? Nghe rồi, yên tâm đi.
Giờ khách của Bảo Xích còn nhiều hơn của Thành Quả. Ghế của Thành Quả chắc chắn là của Bảo Xích rồi. Nếu như cô làm việc nghiêm túc như lúc ăn thì tốt rồi. Anh đừng có căng thẳng quá. Nhanh lên ăn chút gì đi. Tôi thác xa đó không có dễ chơi đâu. Cô cùng thuyền với Bảo Xích, mọi chuyện phải cẩn thận đó. Biết rồi. Cô ăn từ từ đi. Tôi về trước đi. Nhanh vậy. Nè, 500. Chỉ đủ trả dĩa này thôi à? Tôi chỉ uống có ly trà thôi. Nhiều đó là quá nhiều rồi. Xếp càng ngồi đó bao hết đó. Người mới tác phong mới, cô làm quen đi. Wow, lần này lỗ chết rồi. Ăn xong rồi hãy tính. Nè, về rồi hả? Sao? Thu được chưa? Chuyện gì vậy? Nói đi. Hôm nay có mấy vụ không thu được tiền, cộng thêm mấy vụ hôm qua, bây giờ cộng lại có tới 10 vụ. Bị xù nhiều vụ như vậy à? Cộng lại bao nhiêu? Cỡ 500 ngàn. Nhiều vậy? Cũng tại em. Em muốn thu được nhiều hơn nên tìm nhiều khách lạ. Nhưng mà em cũng đã lựa mấy thằng nhìn sang sang rồi. Em cho họ cược lớn một chút, ai dè đâu họ xù cùng một lúc. Anh Bảo Xí à, yên tâm đi, vụ này em nhất định lo được mà. Đáng lẽ là mình đã vượt mặt Thằng Quả rồi, bây giờ tự nhiên mất 500 ngàn, không thu mới lạ đó. Cũng tại em hết. Làm cái gì vậy? Điên rồi sao? Anh cho em tự xử đi. Em phải đánh cho mình tỉnh lại đã. Chà, làm cái gì vậy? Bị người ta xù đỡ, đến tới biểu diễn võ thiết đầu công để mà được người ta quyên tiền hả? Toàn chơi mấy chiêu bẩn thỉu. Được lắm. Uống nhiều quá rồi lú hả? Kệ tôi đó. Mình đi. Là tụi nó chơi em phải không? Nếu không thì sao tự nhiên có nhiều người xù nợ như vậy chứ? Nè, em muốn gì nữa đây? Dạm đi bắt tụi nó trả tiền. Em đừng có khùng, không có chứng cứ, cho dù có cũng bị chém thành 19 khúc. Nhưng mà xài não suy nghĩ chút đi. Làm gì cũng phải có kế hoạch. Tự nhiên sao đã kiếm chuyện, có 19 cái mà cũng không đủ chết đâu. Tiền thì cùng lắm tìm cách bù vô. Anh không muốn mất đi một người anh em. Alo. Nè, anh Bảo Xích, thu hết tiền cược của hai ngày nay rồi, anh qua lấy đi. Ừ, qua liền. Bây giờ anh qua chỗ Đinh thu tiền. Uống hết chai này thôi nha. Anh về là phải thấy chim én bình tĩnh ngoan ngoãn, biết chưa? Sáu mươi ba ngàn là người mới được vậy cũng không tồi chứ. Cũng được. Giang hồ đồn là anh giành ngôi Thành Gà với Thằng Quả phải không? Có phải thiệt vậy không hả? Anh có thắng chắc không? Sao cô biết được nhiều tin quá vậy? Chị cũng có biết có một đám người xù tiền cá cược. Cô biết là người của ai không? Xù tiền cá cược có liên quan tới mình không? Cô đừng có hỏi nhiều quá. Tóm lại cô cứ lấy tin cho tôi. Có một đám người xù hết 10 vụ cược. 10 vụ? Điều tra họ cho tôi. Ok ok. Sao đây chim én? Bảo Xít, xin lỗi anh. Xin lỗi. Em xong rồi. Anh không cần lo cho em. Bảo Xít, thằng chim én của mày cũng buồn vô cắn tao. Giờ còn có nửa cái bạn thôi. Nếu như muốn lượm lại cái bạn của nó, đem theo 500 ngàn cho tao đi. Nè Quả, đừng có hại chim én nha. Tôi bàn với anh. Nè. Nè, Dừa. Ý. Anh Bảo Xít, mà kệ em đi, em không sao đâu.